Hello, hôm nay thứ ba, ngày 15 tháng 6, Điện Thái xin chào cả nhà. Cảm ơn anh em trong những cái clip, những cái dụng cụ của clip vừa qua Điện Thái đã gửi. Mong anh em chờ nhận hàng. Cũng như những cái clip trước thì Điện Thái hay gửi đến cho em cái hôm nay cái số này, hôm nay cái số 24 này Điện Thái gửi anh em tới 43 số vì làm không kịp. Những cái dụng cụ mà ở trên Điện Thái để đó là những cái của những cái clip trước mà mình chưa bán được. Anh em nào là chưa vào để đang cần mà chưa vào kịp thì lướt qua để nhìn thấy có thể là ủng hộ mình sau. Rồi Điện Thái gửi đến anh em và rồi mong anh em thông cảm cho là vì cái clip vừa rồi những cái số mà mình bán dụng cụ mình bán nhưng những cái kiểm chế những cái sai của nó. Rồi thì anh em cân nhắc đi chốt hàng giúp mình nha. Vì cái size của nó nhỏ nên là giá tiền của nó nhỏ. Còn nếu mà cái size nó lớn như là size size 8 inch và size 10 inch thì giá tiền của nó cao lắm. Còn size 7 inch với lại size 8 inch thì cái giá nó cứ 300 350 thôi. Mong anh em cân nhắc cũng như là anh em tham khảo thêm cái kênh bán. Cái đầu clip ngày hôm nay Điện Thái gửi đến anh em 43 46 số. 46 số trong đó có những loại kéo mà anh em đang hỏi. Và hôm nay Điện Thái không quên cảm ơn tất cả mọi người cũng như không quên cầu chúc sự bình an cho tất cả mọi người, cho những anh em và cũng như cho gia đình trong cái mùa Covid này ha. Rồi cái clip ngày hôm nay Điện Thái gửi đến anh em một cái kéo đầu tiên là cái kéo số 1. Cái kéo số 1 này là cái kéo mà gọi là hoa hậu của những hoa hậu của những loại kéo. Vì anh em có hỏi nhiều để mà trong cái bộ sưu tập của anh em chưa có loại này. Vì cái loại này á, là cái loại này là cái loại mà đỉnh nhất trong các loại kéo. Mà con này thì nó hoàn hảo nhất từ trước đến nay mình bán đây. Anh em coi thử nha. Cái con kéo này là mình bán để cho anh em coi, anh em nào cái bộ sưu tập của anh em đang còn thiếu nó thì ủng hộ mình nha. Đó, cái loại này á, nó có hai dòng, dòng A và dòng B. Mà cái dòng B á, thì mình hồi trước mình có bán một con nhưng mà cái size nó có 18 thôi. Còn size con này là size 200. Size con này là size 200 200 200 anh em ha. Là loại kéo lớn nhất này, size lớn nhất của loại kéo. Đó, con này là chữ A nha. Còn cái con em của nó là chữ B, nhưng mà con chữ B thì mình chưa tìm ra nhé. Đó, anh em coi nha. Con này để anh em nào đang còn thiếu nó thì trong cái bộ sưu tập của anh em ha. Kéo này không phải là để trưng bày thôi chứ không dùng hơi uổng. Dùng thì nó bị mòn đi. Nó bị hư đi uổng lắm. Đó, con này nó còn hoàn chỉnh nè. Đó, hoàn chỉnh cái lưỡi kéo này. Anh em nhìn thấy cái nước thép của nó không? Đó, nước thép của người ta nè. Đó, nước thép này nó đắp luôn cả miếng này. Và cái gáy này nữa nè. Anh em coi ha. Gáy của nó nè. Đó. Thép của nó nè. Đắp đắp thép nè. Đó, con này là hoa hậu của những loại kéo nè. Anh em coi kỹ rất nhiều nha. Vì coi này giá tiền hơi cao. Anh em chỉ để sưu tầm thôi. Sưu tầm trưng bày. Con này 700 anh em nhé. Con này 700. Hoa hậu của những loại kéo anh em à. Đó. Một lần mua không phải sắm lại nữa. Vĩnh viễn để chơi luôn. Đó. Anh em coi này. Đó. Cái dòng kéo này là nó có cái vòng tròn này, nó có chữ của nó này. Bên này có chữ, dưới này có chữ nữa nè. Anh em thấy không? Là bên này có chữ A, còn một đời nữa là đời B. Nó có chữ B nữa. Nhưng mà mình chưa có tìm ra chữ B của size to này, chỉ lấy được con A này thôi. Rồi mong anh em, anh nào đang còn sưu tập mà đang thiếu nó, 700 ngàn anh em nhé. Rồi con số 1 đã qua. Con số 2 là cũng là size 200 luôn anh em nhé. Con này cũng size 200 luôn. Nhưng mà con này là cái móc của nó là móc dây da nha, chứ không phải là móc, nó là móc da. Nó là móc đúng riêng của nó là móc, móc móc của nó là móc 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 sắt. Nhưng mà cái móc sắt của nó bị mục, nó bị rớt ra rồi. Nên là Điện Thái về sẽ đổ cho nó một sợi dây. Đó, bỏ cho nó một sợi dây da vô đây. Đó, rồi cho anh em coi ha. Anh em coi ha. Đó, lưỡi của nó nè. Chữ nó nè. Chữ nó nè. Anh em thấy chữ không? Chữ nè. Rồi mặt bên này thì nó không có chữ nha anh em nha. Cái thân này nó không có chữ. Đó, thân này nó không có chữ. Nó chơi chữ đây thôi. Đó, anh em coi ha. Size 200 anh em nha. Size 200, con này 400 ngàn anh em nha. Đó, con này 400 ngàn, anh em coi thử được không? Tại sắm một cái kéo thì nó hơi đắt, nó đắt gấp đôi với cái Trung Quốc ha. Những cái kéo thị trường mình thì anh em mua khoảng 200 ngàn rồi.
Đây là kéo Nhật nha, mà kéo đúc, đó, thân đúc. Người ta coi như anh em coi mua đắt gấp đôi đi. Đó, thép của Nhật, anh em coi nha. Cái miếng dán này nè, anh em coi, đây là cái băng keo của nó ha, băng keo nó dính vô đây làm cho nó hơi dơ đi một chút, lâu. Đó. Rồi cho anh em, tại vì những dòng đắt đắt thì anh em coi phần kéo giúp mình nè. Anh em kỹ không? Đó. Đẹp nha anh em nha. Kéo đẹp 400 nha. Con này 400 anh em nha. Rồi con số 2. Con số 2 45 ngàn. Rồi anh em cân nhắc. Cái vùng nào mà vùng mà bị phong tỏa thì anh em đừng, anh em hãy khoan ủng hộ mình nha. Vì hàng ship đi, gửi đi là bị phong tỏa, là gửi về tội nghiệp tiền ship nha anh em. Rồi con số 2 số 2 đã qua. Tới con số 3. Con số 3 này, con size này là con size nhỏ anh em nha. Con số 3 con size nhỏ. Con size này là size 180 anh em à. Con này 180 nha. Size 180. 180 mm đó, anh em cứ hình dung như vậy. Con này nè. Một chữ nè. Anh em thấy không? Rồi hai chữ nè. Anh em thấy chưa? Đó, thân kéo của nó đó, hai mặt chữ, con này hai mặt chữ nha. Mà con này là size nhỏ anh em nha. Size nhỏ size 180, còn cái kia là size 200. Đó, anh em mình nói rõ về cái thông số của nó nha, anh em cân nhắc giúp mình nha. Đấy, khi nhận kéo hay là nhận kìm thì nó là bị nhỏ quá rồi trả lại thì tội nghiệp tiền ship nha. Những thứ này mà cứ gửi đi ra khỏi tỉnh là cứ 30 ngàn dòng đi, rồi 15 ngàn tiền về nữa là 45 ngàn đó anh em ạ. Đó, tại vì họ tính theo một cái đơn hàng đi mà giao tận nhà là khoảng cỡ 30 ngàn hoặc trên 30 ngàn đó anh em ạ. Anh em coi kỹ giúp mình nha. Rồi mình thấy quên hai cái kéo vừa rồi, mình quên cắt rồi, mình quên không có, trời đang Sài Gòn đang mưa nên không có đi ra ngoài để lấy cái cây được, nhưng mình test những sợi dây đồng như vậy thì anh em cũng nhìn thấy được là cái độ ngót của nó như thế nào ha. Đồng điện này anh em nè, đó anh em thấy không, đồng điện mà cắt ngót như vậy thì những cái loại cây thì nó mềm hơn nhiều ha. Rồi con này 350, ba 350 anh em nha, con này 350 ngàn. Rồi con mình test lại cái con số 2 này, mình test kéo tại vì hồi nãy mình quên cắt cho anh em coi cái độ bén của nó nè, anh em coi ha. Con số 2 này 45 ngàn nè, đó, anh em thấy không, ngọt không, cắt đồng như vậy là chắc nhất nha anh em nha. Rồi con này 400 anh em hiểu. Rồi con này 400 nha. Con số 2 đó là mình chưa có test á, mình đăng rồi mình nói rồi, nói nhiều quá quên đó. Quên test kéo cho anh em coi đã được mài rồi hả, rất là ngọt nha. Rồi con số 1 nè, mình quên cắt đây, con này là vua những loại kéo, hoa hậu của, mẫu hậu của những loại kéo nè anh em nè. Đẹp lắm anh em nè, con này đỉnh nhất từ trước đến nay, 3 năm nay thì thấy bán hàng online để mà tìm kéo bán cho anh em thì chưa gặp nó. Con này con đầu tiên nha. Rồi anh em ủng hộ nha, con này 700. Con số 1, nó 2, số 3 nó qua nha, tới con số 4. Con số 4 thì cái hình dáng của nó cũng giống như con này ha. Nó cũng hầm hố vậy, cũng sang 200 luôn. Nhưng mà nó lại không có chữ nha anh em. Những dòng không có chữ thì điện thoại bán 300 nha. Rồi. Size 200 nha anh em. Size 200, anh em coi nha. Anh em thấy không? Size 200 anh em nha. Size 200 mm. Điện thoại test nha, test kéo này anh em coi nè. Đó, dây đồng à. Dây đồng mà 16 ly, dây nhuyễn đó, dây dây hai hai cộng như thế là dây quạt mình vậy đó. Đó, điện thoại cắt ngọt không? Rồi con này 300 anh em nha. Con số 4 300, chỉ dòng không có chữ này thì trước này điện thoại cứ bán 300 thôi nha. 300. Rồi tới con số 5, con số 5 cũng không có chữ luôn anh em nha. Con số 5 cũng không có chữ. Cũng 300 anh em nha. Rồi con số 5. Con số 5, một mặt này, hai mặt của nó này. Con này cũng là size 200 luôn anh em nhé. Size 200 mm. Đó, anh em coi ha. Con này thì cái móc sắt của nó đây. Nhưng nó mất cái lò xo chỗ này nè. Nên nó không có làm chủ được cái móc này của nó. Nhưng mà nó không ảnh hưởng gì tới phần kéo đâu anh em nha. Anh em coi nha. Rất ngọt anh em ha. 300 anh em nhé. Con này 300. Số 5 không có chữ 300.
Số 4 không có chữ 300. Còn có chữ thì 350, 400. Mà con đẹp nhất là 700. Và cuối cùng của những loài kéo cắt. À, con này thì nó không có cái hiệu ha. Nó không có hiệu, nó không có chữ nè. Đó, nó không có thương hiệu nè, anh em coi ha. Dòng này là dòng phổ thông đi ha, dòng này là dòng phổ thông. Dòng là dòng thường nhá. Dòng thường. Đó, dòng thường thì thấy đó. Lưỡi kéo đó anh em. Lưỡi kéo đang đẹp lắm nha. Con này 160 ngàn nha anh em nha. 160 ngàn. Vẫn ngọt giống như con kia. Rồi con này 160 nha, con số 6. Anh nào thích chơi những hàng đắt thì lấy hàng đắt, nhưng hàng rẻ thì coi những con này. Có một cái dụng cụ để cắt cành lan, cành hồng. Rồi số 6 đã qua. Tới số mình để qua bên này nha. Để qua bên này đi. Qua số 7. Qua số 7 là một con kéo bướm này anh em nè. Bướm này là bướm dạng bướm to nha anh em nha. Bướm to nè, nó dài nè, bướm dài 18 phân rưỡi nha. Bướm dài 18 phân rưỡi, cái phần lưỡi của nó là 5 phân nha anh em. Phần lưỡi 5 phân, anh em coi kỹ giúp điện thoại nha. Số 7 nha, số 7 kéo bướm. Chữ nó đẹp không? Rồi kéo bướm này, mình cũng lấy không có cây thì mình lấy cái này mình test luôn anh em. Đó, dây điện là kéo cắt cũng tốt luôn. Mình phải gồng tay một chút. Rồi số 7 150 anh em nhé. Số 7 150 anh em nhé. Rồi số 7 đã qua, tới số 8. Wow. Bung ra. Rồi tới số 8 anh em nha. Số 8, số 8 cũng là con bướm nữa nè. Con bướm này là size nó cũng vậy luôn ha anh em ơi. Cũng 18 năm nha, dài 18 năm. Phần lưỡi nó cũng 5 phân nha anh em nha. Phần lưỡi cắt 5 phân. Con này thì nó lại được hai chữ nha, một chữ, hai chữ. Hai thân nó đều có luôn nha anh em. Rồi điện thoại test cho anh em coi nha. Lấy dây đồng cắt luôn nha. Khỏi phải để kiếm ngọt lắm nha. Kéo này được mài hết rồi nha anh em. Lưỡi kéo thẳng bén nha anh em. Rồi số 8 150.000. Rồi tới con dàn cái phần kéo đã qua rồi anh em ạ. Cái phần kéo đã xong rồi đó. Rồi điện thoại xe xịt lại cái camera lại nha. Rồi tới con số 9 là một con hơi nha. Là một cái hơi hơi mà để anh em bơm, anh nào có bình hơi rồi mà đang thiếu cái vòi để bơm lốp xe của nhà mình thì ủng hộ mình nha. Con này nó không có chữ gì hết nha anh em. Nó không có thương hiệu. Đó, con này 120 nha. Con này 120, con số 9. Cái này mình đã test rồi nha anh em. 9 rồi nha. Rồi ngày mai thì mình chưa bơm thử, mình đang bán đi, mình test rồi đã kín. Nhưng mà khi mình cho vô trong cái vò của nó thì mình chưa test, để ngày mai mình test. Anh em nào chốt đi rồi mình sẽ test cho nó hoàn chỉnh thì đó mình gửi hàng cho anh em. Con này 120 nha. Đó, một đầu nè. Một đầu ấn nè, hai đầu ấn nè. Đó, móc vô như thợ người ta móc vậy á, bơm xe nha. Con này 120. Rồi. Rồi, điện thoại sẽ xịt like, camera lại. Rồi tới mùn vàng bốn con kìm bấm này ha. Cái con kìm bấm này là cái con kìm bấm số 4 của clip trước nè. Mà anh em hỏi thì mình nói mình đã bán rồi, nhưng giờ phút cuối thì khách đã hồi lại nè. Đó anh em ha. Con này là nó là 8 inch nha, dài 8 inch. Mình sẽ quay rõ cái phần này nha. 8 inch tổng chiều dài của nó là được 21 phân anh em nha. 21 phân, 8 inch là 21 phân. Đó. Tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn của Nhật. Hiệu của nó là hiệu nằm đây, thép của nó nằm đây. Và bên này có chữ Japan nữa hả? Đó, Japan nằm đây. Đó. Anh em coi ha, Japan. Tiêu chuẩn của Nhật, Japan này, thương hiệu của nó đây. Chất thép của nó đây, răng của nó đây. Đó, đang còn khá đẹp nữa. Nhưng mà khi mình bấm lại á, thì cái góc này nè, nó bị một cái dấu chấm hàng á, làm cho cái miệng của nó
nó không có ngay được, nó không có vuông được nha. Anh em thấy không? Đó. Miệng nó bị sứt một chút nha. 350 ngàn. Anh em nào coi được không? 350 ngàn, bị sứt thêm một tí miệng đây nha. Đó. Anh em coi, hãy tham khảo thêm nhiều kênh những dòng kiềm Nhật này. Những dòng kiềm Nhật thì nằm 600, 800, 1 triệu mấy một con. Những dòng kiềm mới không à. Còn Điện Thái bán với dòng kiềm Nhật nhưng mà giá phổ thông. Anh em cân nhắc và tham khảo thêm ha. Rồi. Anh em đôi khi cần những con to nhưng mà với cái giá tiền đó thì anh em không mua nổi. Đó. Giá trên 1 triệu không là không mua nổi. Đó. Còn những dòng này thì anh em bằng lòng như vậy ha. Bằng lòng với cái sự mà méo mó hay là sức sẹo của nó. Mà với giá tiền như thế này. Nó đắt hơn một tí so với lại dòng kiềm mà gọi là của Trung Quốc ở thị trường mình thôi, mà là nó có những thương hiệu của lớn của nó nha. Anh em coi thử là tham khảo thêm ủng hộ mình nha, chứ nó mình coi mình nó mình bán đắt, thật ra không phải vậy đâu anh em. Anh em chưa biết, anh em chưa tham khảo thêm những dòng kiềm mà size to mà của Nhật của Mỹ là trên 1 triệu một con hết đó. Rồi con số 10 nha, 350 ngàn. Con này là khách hồi lại nè, khách hồi hồi lại là có nghĩa rằng là không không lấy nó vì cái miệng của nó bị sứt đó, nên là mình coi mình cho anh em coi là vì cái miệng sứt của nó là vì khách không lấy nè đó. Anh em nào có thể nào chấp nhận được nó thì cứ giúp mình nha. Ok, 350 ngàn. Rồi tới con số 11. Con số 11 là cái dòng kiềm cổ điển của Kabuta nha anh em ha. Kabuta Omachi. Đây là những dòng kiềm cổ điển mà nó mập 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 mập. Size nó mập mập như thế này thôi mà nó chỉ dài được có 20 phân thôi anh em ha. 20 phân. Đó, nó mập mập mà cái miệng của nó miệng thẳng lại anh em coi nha. Răng của nó nè. Răng của nó cũng lem luốc lắm, nó bị dấu chấm hàng rồi. Điện Thái phải lấy dũa ngồi nè, phải sửa lại những cái dấu chấm hàng đó chứ không mà nó ngập ở trong này á, nó làm cho cái kìm không còn đẹp nữa. Mà mình nếu mình không sửa đi thì anh em sẽ không mua chắc chắn luôn, vì có những dấu chấm hàng như thế này thì anh em không mua được đó, làm cho cái răng của nó bị mờ đi, bị tịt đi á đó. Đó anh em coi nha, 300 ngàn nha. Những dòng kìm này mình cứ bán từ 28 tới 300 thôi. Đó, anh em coi nè. Obachi nè, cổ điển của Nhật này, nội đồng cối đá. Đó. Thẳng nha, con này thẳng đó. 300 ngàn con số 11. Rồi, tới số 12 cũng là cũng cũng nó luôn. Cũng Kabuta luôn. Kabuta, cổ điển của Nhật nha anh em nha. Đó, anh em coi nè, đó, răng của nó nè. Toàn là những dấu chấm hàng không, họ kẹp á, họ kẹp họ làm. Họ những cái sỉ hàng nó ngập vô trong này. Điện Thái phải sửa lại hết nha. Sửa cho nó sạch thì những cái dấu ghềnh hàng anh em coi có được không. Nó cũng Kubota luôn, nồi đồng cối đá nha. Đó, anh em coi nha, mình tăng lên chút mình bấm mua cho nó kêu cho nó đã. Đó, nó như thế này đây. Đó. Đẹp lắm anh em. Rồi con số 12 cũng 300 ngàn. Rồi con số 13. Con số 13 là một con kìm nhỏ size 7 inch nha, anh em ý 7 inch nha. Nó 7 inch nó tương đương mình đo chiều dài cho nó cho anh em coi nè. 7 inch là chiều dài nó có 180 ra. 180 thôi nha, nó 300 ngàn. Vì nếu mà size to của nó thì nó nhiều tiền lắm anh em ạ. Răng của nó nè. Đẹp không? Răng của nó nè. Đó, anh nào cần làm việc nhỏ thì ủng hộ nha. Chứ khi nhận kìm rồi của nó là nó nhỏ quá thì không lấy thì tội nghiệp mình nha. Tiền ship đi thì ship về. Đó. À, thương hiệu của nó đây ha, chất thép của nó đây, tiêu chuẩn của Nhật, Japan đây, đó, nó dài chỉ có 180 thôi anh em ha, 180 mm là gọi là size nhỏ nhất của dòng kìm đó anh em ạ, đó, nhẹ lắm anh em nha, thẳng, đó. Miệng đang thẳng lắm nè, răng đang đẹp nha, rồi con này 300 nha, số 13 đã qua, rồi tới số 14, số 14 là một con vẹt sale anh em ha. Một con kìm thuốc dây, một con kìm thuốc dây điện ha. Cái lỗ lớn nhất của nó là lỗ 2 ly nha anh em, còn lỗ của nó lỗ nhỏ nhất của nó là 0.5, nó chỉ có 4 lỗ thôi nha. Một 2 ly, 1.6, một 1.2 và 5 ly. Đó, anh em coi giúp mình nha. Rồi Điện Thái sẽ test luôn, test vì cái dây này bỏ vô 2 ly mình nghĩ chắc nó không được. Anh coi ha. Nhẹ nhàng lắm anh em ha. Ở trong này nó có một cái lưỡi cắt nha anh em. Đó, nó chỉ phù hợp với cái dây là nhỏ như thế thôi, lưỡi cắt nó nè. Ở mặt trong á. Đó. Đó, giờ mình test lại nha. Nhẹ nhàng lắm anh em. Nhưng mà cái lỗ của nó nè, bị rách một tí này được có được không?
cái bao mũ á. Rồi con này 250 nha, về sale này nha. Số 14 nha, 250 anh em nha. Một cái đang còn rất là mướt mát anh em ạ. Rồi mình test nha, mình test lại lần nữa cho anh em coi nè. Nhẹ lắm. Rồi con số 14 này 250 anh em nha. Cái lỗ của nó nằm đây nè anh em ạ. Rách của cái tí bao mũ này nha. Anh em coi thử được không? Đó. Mình cố gắng mình để ý những cái lỗ của nó để mình trình bày với anh em, để anh em có thất vọng khi nhận kìm á. Những kìm kéo đang còn mắc nợ anh Dũng anh gì nó ở bên Gò Vấp một cái kìm nữa. Vì cái kìm nó bị lỗi sâu mình không thấy được. Về anh test thì nó bị gãy cái này, nhưng mà bên anh đang còn bị cấm vận nên là bị phong tỏa, nên là anh chưa gửi kìm để trả lại anh. Trả tiền lại anh hoặc là sẽ gửi anh con khác. Anh yên tâm ha. Rồi con số 14 này ha, 250.000. Rồi con số 15. Con số 15 là một con tiếp KTC 1/2 anh em nhé. Con tiếp KTC 1/2 này anh em coi nữa ha. Con này đang đẹp lắm nhá. Đang cứng lắm anh em ạ. Đang cứng lắm, 250 24 anh em nhé. 24 nha anh em. Đó, xoay ngược cái đồng hồ này. Gạt qua này. 1/2 nhá, KTC thép đen nha anh em. Con này đang đẹp lắm, 24 nha anh em nhé. 240. Đang cứng lắm nha. Rồi số 15 240.000. Rồi con số 16. 16 là cũng là một con 1/2 nữa, mà con toner anh em ha. Nó dài hơn con kia nhưng mà cũng còn cứng ngắc ha. Đang cứng lắm nha. Đang cứng lắm. Mà con này thì cái mẫu mã nó không bằng đẹp bằng con kia, nhưng mà nó trường nó dài hơn. Cũng đầu 1/2 luôn anh em ha. Đầu 1/2. Đó, gạt qua nha. Rồi cũng 240 nha, số 16 240 đang cứng lắm anh em nha. Yên tâm sử dụng những dòng này điện thái bao luôn, bao xài luôn, 12 tháng nha. Bán hàng cũ nhưng mà phải chất lượng nha. Anh em mà dùng mà có bị lỗi gì trong vòng 3 tháng, 6 tháng thì điện thái sẽ gửi con khác. Gửi trả lại cho mình thôi, mất công anh em làm phiền anh em thôi. Đó. Làm phiền anh em gửi trả lại mình trả lại tiền hoặc mình gửi con khác, anh em yên tâm kênh bán của mình nha. Rồi số 16. 240.000. Rồi số 17 là một cái hom nha, hom. Một cái hom sơ mắt ha, cái hom mở cưa. À, cái con trước mình đã bán rồi nha. Được, mấy anh có hai anh hỏi, vô sau hỏi nó nhưng mà em đã bán mất rồi. Còn con này á, con em này mới lấy hàng nè anh em này, con nè. Đó, đây cái hom cưa nha. Cái hom để mở lưỡi cưa. Trong này là nó có số của nó nha. Từ số 1 tới số 5 để anh em xoay nha. Đó, để anh em xoay để mở cái độ nghiêng của lưỡi cưa. Anh nào làm nhiều tới lưỡi cưa, cưa máy hay là cưa tay thì cũng có một cái để bỏ vô bấm phập cho xong ha. Rồi ok, con này 300 nha. Smart ha. Smart. Nó có chữ từ trong này, có chữ ra luôn anh em ha. Con này 300 nha, số 17 300. Rồi con số 18, cái con này đã đăng một của clip trước để nằm như trên đó. Nhưng mà rồi cái clip sau cũng có anh hỏi nha. Anh hỏi con nó như thế nào thì giờ mình muốn quay lại cho anh em coi ha. 250 nha. Con này là con super anh em. Còn tem mạc đây. Nhưng mà bị lỗ của nó là mất con dao ha. Mất con dao xoáy rồi. Mọi cái đang còn. Nè anh coi con nước bóng của nó nè. Anh coi nước bóng của nó nè. Nước bóng của bánh xe của nó nè. Răng của nó nè. Lưỡi của nó nè. Đang đẹp lắm nha. Con này 250 nha. Super. Chữ bên này là chữ Nhật. Còn bên này là chữ thương hiệu của nó. Đó. Con này là con to nha. Con này là con to để anh em có thể là cắt được ống 27 rồi luôn á, 27-32 gì đó anh em à. Đúng rồi, cắt được ống 32 luôn anh em à. Cái độ sâu của nó nè, anh em thấy không? Độ sâu của nó đo mút lên tới 4 phân luôn. Đó. Rồi 250 nha. Anh coi thử có được không, ủng hộ mình luôn. Rồi con số 18, 250.000. Rồi số 19 là một cặp cảo. Những cái cặp cảo Smart kia thì nó hơi bị ngắn nhưng mà giá nó hơi cao. Vì nó cân nặng, nó nặng hơn những dòng cảo này. Mà giá của nó thì cao lắm, cảo thì người ta bán giá cao lắm. Nên là những dòng cảo như thế này thì Thái bán thì nó thật là cứ lời một con 50.000 thôi. Đó, lời con 50.000.
rồi trả tiền công thợ vệ sinh đóng gói nữa. Đó, nên là mong anh em, con này là con 200 nhá anh em. Con này là size 200 tan nhân 8 này. 200 nhân 8. Số 19 nha. Con này dài dài, dài này, dài 200 này nhân 8 này. Còn con này là con top này ha. Ơ con này không phải. Con này nó chỉ có đóng chữ như này thôi. Con này đóng chữ như này, 250 nhân 8 ha. Đó, anh em coi nhé. Tại vì thường thường những cán gỗ như vậy mình tưởng top nhưng mà không phải. Đó. Con này 250 nha, 250 nhân 8. Hàng người ta dùng này. Nó sát sơ mà nó cũ rít như vậy mà nhìn nó thẳng thẳng đét anh em. Rồi cặp này ha. Cặp này 420 anh em nha. Cặp này 420. Con này 200 ml. Con này 200 ml nè. Con này 250 nè. Độ dài của nó anh em à. Đó, anh em coi nha. Lắc lại nha. Kéo xuống ha. Đẩy lên nha, siết vô thẳng đét. Rồi, con này cũng vậy ha. Mở ra ha. Kéo xuống ha. Đẩy lên nha, lắc lại, cứng ngắc, vuông lắm ha. Rồi cặp này 420 nha. Cặp này 420. Cặp số 19 là 420 anh em ơi. Rồi, Đình Thái sẽ xịt camera lại, đã vớ rồi. Mong anh em theo dõi. Anh em là vào sớm để coi những cái thứ gì đó mà anh em cần thì ủng hộ mình. Rồi, tới số 20. 19 qua rồi, tới số 20, 20, 21 là những dòng kìm hàng mà anh em hỏi thì là những dòng to Điện Thái ra hết rồi. Những dòng kìm hàng Kabuta này ha, hàng chất lượng cao, nồi đồng cối đá, Kabuta này. Nó mở được có 3 phần rưỡi thôi anh em, anh em làm việc nhỏ nhỏ thì được. Chứ anh em nào làm thợ thì nó hơi hơi bị nhỏ. Rồi một con 250, hai con 500. Cũng là Kabuta hết anh em ha. Hàng này thì khỏi bàn anh em á, hàng này khỏi bàn vì chất lượng nó cao lắm anh em á. Anh em coi nè, đó mình lắc xuống này. Đó. Êm lắm mà kêu lắm nha. Anh em chỉ việc xả ra nha. Vặn vô nha. Lắc vô lại nha. Kêu lắm nha. Đó. Hai cặp nha. Số 20 và số 21. Đó, 20 và 21 Kabuta hết anh em nè. 250 một con, một kìm bấm hàng như vậy. Rất đẹp nha, nồi đồng cối đá lắm. Hàng này xài vĩnh viễn anh nha. Yên tâm sử dụng thôi. Vì thép của nó làm rất là dày luôn. Dày khủng khiếp luôn. Đây là mạ kẽm anh em ha. Rồi 250 một con, cặp này 500. Số 21 500, số 20 cũng 500. Rồi cái cặp này á, cặp này là hai dài 200 nè, hiệu Somax nè. Siêu bền nha, Somax là siêu bền. Đó, 440 nha. Cặp này 450 nha. Đó, anh em coi nào ủng hộ. Viện Thái bán ít lời lắm. Cảo lấy về bán cho. Nó có những cái dụng cụ cho anh em cần thôi. Chứ còn cảo ở ngoài bãi người ta cũng bán giá cao rồi anh em à. Mình lấy một lạc 50kg, 70kg thì nó bán cho mình giá 200 ngàn. Chứ còn mà mình mua thì cứ là 250, 300 ngàn không. Mà cặp đó là tới 1,6 kg rồi anh em. Mình lời được mấy chục ngàn thôi. Rồi, mong anh em ủng hộ. Tới số 22 nha. 22 là một cái bộ bánh xe nè. Anh em coi nè ha. Hiệu của nó là hiệu Caster nha. Đường kính của nó là 125, tổng chiều cao của nó là 170 nha. Đó, anh em coi nha. 440 nha anh em, không bao ship. Những dòng này mình bán là mình lấy từng bộ một lời nhấn nhấn định rồi, tại vì tiền ship này nó bốn gói xong là gần tới 5 kg đó anh em à. Mình gói là 4 kg 7, 4 kg 8 tùy theo cái giấy của mình gói. Đó, nó nặng 4,5 kg rồi nha. Đó. Rồi anh em ha, số 22 440 nha anh em nha. Đây là một bộ của nó nè, 4 cái ha, 2 cái khóa và 2 cái không khóa nha. Đó. Hàng cắt tờ này, hàng này bảo hành cho anh em luôn nha, 12 tháng cho anh em dùng. Rồi tới số 23 nha. Số 23 thì cũng giống nhau thôi, nó là một bộ hết, mình đăng 2 bộ thôi. Mình đăng 2 bộ cho anh em coi. Đây là cũng 2 cái khóa nè, anh em thấy không? Hai khóa, hàng cắt tờ nhé. Đường kính của nó, mình nói lại nha, đường kính của nó là 125, tổng chiều cao khi lên trên kệ rồi lên trên là 170 nhé, từ này lên 170. Rồi anh em coi ủng hộ mình, 440 một bộ nha anh em nhé. Anh em trong nội thành thì tiền ship khoảng cỡ 30 ngàn hay là tới 30 mấy ngàn thôi.
ở gần thị trường ship rẻ mà ở xa thì là cứ 50 ngàn, 60 ngàn anh em ạ. Rồi số 23 đã qua rồi, bây giờ mình đẩy đẩy xịt camera lại tới số 24 anh em nha. Hôm nay mình gửi anh em tới 40 mấy số thôi anh em ạ, 46 số. Rồi tới số 24 là một cái kìm cốt nè, cái kìm cốt Lotter nè, có con tôm nè, nhưng mà nó có hai lỗ cốt thôi anh em ạ. Lỗ lớn nhất là 2 ly, nhưng mà nó bị mất cái gì rồi sao nó há cái miệng ra như vậy à, nó không có khóa lại được. À, cái lỗ của nó nè, anh nào đang cần cái kìm cốt nhỏ nè, loại size nhỏ nè, 170 anh em nha. Đó, Rotter nè, dấu vít nè, nó chiều dài của nó chỉ có 100 mấy thôi anh em ơi, 190 thôi anh em ơi, chiều dài của nó 190 là dưới 200 đó anh em. Anh em làm những cái cốt nhỏ thì ủng hộ mình nha. Anh em cần những loại cốt nhỏ nhiều lắm, nhưng mà con này nó bị lỗi, mình biết nó bị lỗi rồi. Thường thường là kìm cốt thì nó phải khóa lại, mà con này nó tá hát ra, nó bị lỗi gì đó, nó bị mất cái con cóc rồi, nó mất con cóc khóa rồi, nên là anh em chịu khó về ủng hộ mình thì về tự động cho phải cho nó như vậy thôi. Sao giờ mình không biết được là cái chức năng của nó nằm ở chỗ nào. Những con khác thì nó có cây nằm đây, nhưng mà con này không thấy, bốn lỗ này trống trơn à. 1.25, từ 1 chấm tới 1.25 nè, rồi 2.2 lỗ anh em ơi. Rồi con này 170 nha, số 24 170. Rồi tới số 25. Tới số 25 là một con kìm túi chơi điện ha. Cái thương hiệu này thì anh em ủng hộ 130.000 là anh em ủng hộ ngay nè. Vì nó quá nhiều công năng ha. Mặt này là mặt cốt 1 2 3 3 3, 3 mặt cốt trên này ha. Rồi tới 6 ly, 4 ly, 2 ly rưỡi, 1 ly rưỡi, 1 ly 7 0.75 là nó chuốt được hết nha. Rồi cái kìm cắt của nó cũng bén lắm anh em ơi. Cái hiệu này nó bén vô cùng bén luôn. Anh em coi ha, mình test anh em coi nè. Mình test nè. Cái kìm này là kìm thuốc chơi điện nhưng mà tiếp tiền theo kiểu thủ công nha. Bây giờ mình cắt trước anh em coi nè, bén lắm. Ngọt lắm anh em ơi. Là mình chuốt cho dây cho em coi nè. 2.5. Mình chuốt lỗ 2.5 cho anh em coi nha. 2.5 nè. À. 2.5 hình như không đúng của nó sao anh em. Dây này nhìn nhỏ hơn 2.5. Nên là nó mình bỏ 2.5 mình chuốt trước đã. Mình chuốt cho anh em coi đã ha. 2.5 thì lỗ hơi to so với đường dây này. Mình cắt rồi nha, mình cắt rồi, ngọt lắm anh em ạ. Tách. Mình bỏ vào trong lỗ mình bỏ vô trong cái lỗ 1.5. Lỗ 1.5 hình như đúng của nó hơn sao anh em ơi. Lỗ 1.5. Lỗ 1.5. Đúng rồi. Lỗ 1.5 anh em ạ. Dây này lỗ 1.5 anh em. Con này 130 nha anh em nha. Con cá làm việc gia đình nè, vừa bấm cốt nè, vừa chú chạy điện nè, vừa cắt rất ngọt nè. Còn những cái lỗ này là lỗ 4 ly nè, 5 ly nè, 3 ly nè, 2 ly nè. Ồ, nó nhiều lỗ trong này lắm anh em ơi. Nó nhiều lỗ để cho mình cắt lắm. Mình cắt sao anh em ạ? 4 ly. Cái này là 4 ly làm gì đây không biết nữa. Để nó cắt cái gì đây không biết nữa. Cái lỗ này để làm gì đây không biết, nó cắt gì đây không biết nữa. Ồ, cắt ngọt lắm anh em ơi. Dây điện mà nó bỏ 4 ly nè, anh em coi nè. Bỏ vô lọt lỗ nó cắt ngọt lắm em. Cắt ngọt dễ sợ luôn. Rồi, cái thương hiệu này anh em nhớ cái thương hiệu này giúp mình Thái nha. Mình đi săn những con này 130 ngàn. Số 25 ha. Rồi tới số 26, số 26 và số 27, anh em hỏi cái kìm cắt kẽm rào cho gia đình ha. Hai con này đang là những dòng mới không anh em ha. Hai con này là lưỡi đang mới hết rồi nha. Số 26 nè, mình test số 26 trước anh em coi nè. Đây là bằng kẽm thép nè, kẽm thép của dây quần áo đó anh em ạ. Lưỡi nó đẹp lắm nha anh em. 130 nha anh em. 130. Số 26 130 nha. Rồi số 27 cũng vậy luôn ha. Miệng của nó cũng thế này luôn. Đó, ngọt lắm nha anh em. Rồi 130 luôn anh em nha. Số 27, 130. Rồi tới số 28. 28 là một cái combo khóa nha, khóa tự động. Một combo khóa tự động 5 cây nha. Cái cây lớn nhất của nó là 1921 nè. Đó, 1921 nè. Răng đang đẹp lắm anh em ạ.
Đó, con này con 19 nè, 21 là 19 nè. 19 21 nè. Rồi 14 17 nè. 14 17 nè, anh em coi ha. Mười bốn mười bảy nè, mười bốn mười bảy nha anh em nha. Đầu này là 14 nè, đầu này 14 nè, anh em coi nha. 14 17 ha, 14 17 nè, 19 21 nè, 12 nè, 14 nè, 13 15 nè. Mình lấy mình sưu tầm có con 13 con 15 cho anh em nè. Rồi con này là con 8 ở cô quên, con này là con 10 á, 10 11 nè. Nó không có 8 anh em à. 10 11 nè. 10 11 nè, rồi 12 14 nè, 13 15 nè, 14 17 nè. Và 19 21 à. Mọi cái đang còn hoàn hảo hết cho anh em nha. 13 15 nè anh em coi nè. Đó, 13 15 này, bật qua nè. Bật qua nè. Đó, nhìn thấy không? Rồi con 12 14 nè. Răng đang đẹp hết anh em nha. Đó. Anh em cứ dùng đi, con nào hư thì báo cho Điện Thái nha. 6 tháng tới 1 năm. Con nào nó bị hỏng hóc sâu mà nó bị lỗi thì anh em báo cáo cho mình. Gọi nó Điện Thái ơi, cái bộ đó như vậy đó, con nó bị hư. Điện Thái sẽ bù cho em, anh em con khác gửi cho anh, cho anh em con khác nha. Đó. Rồi 5 cây này nha. Bộ này 450 nha anh em. 5 cây này 450. 5 cây này 450 nha. Từ số 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21 nha. 5 cây 450 nha. Rồi, tới số 2 28 đã qua rồi anh em nhỉ. Rồi tới con số 29, một con top nè. Thép của nó nè. Một con top, con kìm mỏ quạ, một con kìm mỏ quạ nhé, 140 nha anh em, top 140, 250 mm, để gấp cho anh em coi nè, kìm của Nhật, kìm của người ta dùng rồi nè anh em nè, mà nhìn nó thè lè luôn. Đang còn cứng cáp nha, con này 140.000. Con này còn cái bao mũ của nó 140.000. Top. Rồi con số 29 đã qua. Rồi số 30. 30 là một bộ 3, 3 cái nữa nè. 10 nè, 12 nè, 10, 11, 12, 13 là 14, 17 nha. 3 con 200. 220 nè, 220.000. Đó, 10, 14, 17 nè anh em nha. 14, 17. 220.000. Bật qua nha, bật qua nha, răng của nó đang đẹp lắm nha. Rồi con này là con 13 nè, 11, 13 nè, răng của nó nè. Điện Thái bán bảo hành luôn nha, 6 tháng tới 1 năm, hàng cũ nhưng mà vẫn 6 tháng tới 1 năm nha. Anh em nào hư con nào thì báo cáo giùm mình, con đó mình bù cho anh em để cho anh em hài lòng, chứ không phải là xài mấy tháng mà nó hư mua đắt mà. Rồi, Điện Thái gửi anh em ha, cái số 30 này nha, 220.000, 3 con nha, 220.000. Rồi, số 31, 31 là một cái con combo nha, combo nè, combo nha, một con combo, wow, một con combo, anh em coi nha, size này là size 15 anh em ha, còn mà nó không có chữ gì hết anh em à, mà nó hầm hố lắm, nó to lắm, nhìn nó to lắm chứ nó không có mảnh nữa, hàng đẹp anh em à. Con này 140 nha anh em nha. Nhìn hai con tán của nó ác lắm. Hai con tán của nó. Rồi tán thép của Nhật này, nó không có độ rung lắc đâu anh em ha. Kín lắm nha. Anh em kéo ra vậy là để vậy là có xoay thôi. Đó. Để xoay thôi ha. Rồi con này 140 anh em nhỉ. Số 31. Size 150. Số 31 140.000. Rồi tới số 32. 32 là một cái mũi doa nha nha.
cái mũi này là mũi khoét gỗ, mũi này như là cái mũi khoét nón để anh em âm cái gì đó. Cái đầu này nó bị mất rồi, cái đầu này bị mất rồi anh em à, nó bị mất cái đầu trước ở trên rồi. Điện Thái bỏ một cái con vít vô đây nè, để anh em bỏ trong cái máy bắn vít đó, bỏ vô là xoay thôi ha, bỏ vô máy bắn vít rồi xoay để doa nó thôi, doa lấy lỗ. Anh em coi mũi doa nó nè, đẹp không, đang đẹp lắm nha. Rồi con này 100 nha anh em nha, số 32 100. Anh em nào cần những cái dụng cụ như thế này để mà doa cái mặt lỗ để mình vặn vít cho nó khỏi cơ vít lên ha. Đó, bỏ vô máy ống vít ấn xuống rồi xoay thôi. Đó. Cái zin của nó bị mất à, cái cốt zin của nó bị mất, một đầu nó bị mất. Mình thấy lấy một con vít khác bỏ vô ha. Đó, vít cũng về sale nè, mình thấy cắt cái đầu nó đi cho nó mạnh, bỏ vô ha. Rồi con số 32 này 100 nha, bỏ vô máy ống vít, mình đã test rồi nha. Rồi số 32 đã qua. Rồi số 33. 33 là một cái con 33 là cái mũi đục gạch cho máy bê tông này. Máy bê tông phổ thông của thị trường mình nhá. Anh nào có máy bút, máy Makita, Hitachi hay là những dòng gì Trung Quốc, bỏ vừa hết nha. Cái dòng này là dòng phổ thông nhá. Mũi này là mũi của Nhật này. Anh em thấy không? Chữ không là chữ, toàn là chữ Nhật không à. Đầu của nó là anh em về tút lại ha. Về tút lại. Bản của nó đây, chiều dài của nó đây ha, chiều dài của nó là được 25 phân thôi anh em ơi. Anh em cho vô máy rồi là còn 19 phân nha, anh em gắn vô máy rồi còn 19 phân để đục gạch. Mũi này là mũi gọi là mũi sở gạch đó anh em ơi. Rồi con này 120 anh em nhỉ, số 33. Rồi số 34 là một con Molex 300mm ha, Lotter, đang đẹp lắm nha, 240 nha anh em, bằng thép chrome nè, da băng nè, số 34, 240.000, êm ái và dịu dàng anh em ha. Size 300mm đang còn mới lắm nha anh em, êm lắm nha, đang còn cứng ngắt này anh em ha. Đó, cái độ này là cái độ cứng của nó nè, độ cứng của đồ zin của nó vẫn cứng nha anh em, zin của nó là nó vẫn hơi lắc nhẹ. Con này cũng vậy thôi, kín lắm anh em ha. Rồi một con Lotter dấu dít nè, Japan nè, thép chrome đẹp chưa, 240.000, số 34, 240.000. Rồi số 35 là một con vít automatic nha, một con vít luồn, một con vít bé cho anh em xoay ha. Mình gửi cho anh thêm cho anh em hai cái đầu vít của nó nè, đó hai đầu vít của nó nha, lùi nha, lùi nè anh em gạt xuống ha, tới nè đó. Mình gửi cho anh em một cái vít ngắn nè, một cái vít dài nè, để anh em khi nào cần vít dài thì mình thay nó vô ha. Đó, lui nè. Rồi con này 120 nha, bộ này 120, hai đầu vít luôn nha. Đó, vít là vít Nasi nha. Vít nó ghi là nắc Nasi nè. Có thương hiệu hết á, đầu vít có thương hiệu hết á anh em ạ. Rồi bộ con số 35 này 120.000 nha anh em. Rồi số 36, cái con trước đã được một anh ủng hộ rồi. Rồi có anh nói rằng là cái con này là thợ ống nước ha, thợ ráp bồn cầu ha, để vặn những cái con ốc, chuyên vặn những cái con ốc to ở dưới cái chân bồn cầu. Đó, anh nào chưa có, anh nào là thợ nước thì chưa có thì ủng hộ có 100.000 thôi nha. Japan nè, Japan nha, con này là chuyên trị, anh nào cần cái con đó, anh nào đang làm thợ bồn cầu mà chưa có nó thì ủng hộ mình nha, 100.000 Japan nha. Đó, nó rất là nhỏ gọn, bỏ vô để xoay cái con ốc đó để lắp ráp labo bồn cầu nha. Đây là dưới bồn cầu. Rồi cảm ơn anh em nha, 100.000 thôi, mình còn có một con thôi nha. Rồi số 36, anh nào làm việc nhà thì cũng đừng bận bỏ qua con này á, đôi khi mình cần tới nó, 100.000. Số 36 và số 37. 37 là hai là một cây vít về sale anh em ha, một cây vít thử điện, hiệu của nó là hiệu về sale anh em ha, một mũi nhọn và một mũi cộng nha. Đó, rồi Đình Thái sẽ test cho anh em coi nè. Đó, Đình Thái sẽ test cho anh em coi, mình phải tháo găng tay ra mình mới test được. À, đúng của nó không biết nữa, anh em coi nhá, anh em coi cái độ sáng của nó nè, bên này mát nè, không có nè, bên này mát nè, không có nè, bên này dây nóng của nó nè, anh em sáng thấy không, sáng ghê luôn không,
hai con này 100 ngàn, 140 ngàn nha. Số 37. Số 37 anh em hỉ. Vẹt xeo nha. Đây là vẹt xeo nè. Em thấy không? Thấy chữ không? Vẹt xeo nha cho anh nha. Hai mũi nha, mũi nhọn và mũi cộng nha. Rồi 140 ngàn số 7 nha, số 37. Rồi, điện thoại còn mấy số nữa? Rồi thứ số 38, 38, 39 là hai cái ổ khóa nha. Đó, anh em hỏi ổ khóa thì mình gửi cho anh em hai ổ khóa, khóa số nha. Số này là số mặc định nha anh em nha. Số này là số mặc định, những dòng này là những dòng mà chưa sử dụng anh em nha. Đây là cái tem của mạc của nó nè. Đó, mình còn sót lại được những cái chữ số của nó là mình ghi làm đây nha. Nó là Japan hết anh em ha. Đấy, Japan này dấu dít nè, anh em thấy không? Japan này dấu dít nè. Mã số của nó là 3468 nha, nó là mặc định rồi chứ nó không có thay đổi được cái mã số của anh em ha. Mã số của nó là mã số mặc định chứ không phải là mã số thay đổi được. Đó, 3468. Rồi anh em chỉ việc cái nút này là nút test nè ha, nút test của nó nè. Số của nó là 1234 nè. 5678 anh em hiểu. Rồi anh em khóa lại nha. Anh em khóa lại giúp mình điện thoại nè, khóa lại nè. Sao vậy? Rồi. Rồi mình kéo xuống nha. Kéo ập xuống tại vì nó không có thế để mình kéo. Rồi bây giờ anh em đang coi bấm số nè. Nó là 3468 nha. 3468 thì 1234 nè, 3 nè, 4 nè. 56 nè. 78 nè, 3468 nè. Đó, là anh em bấm vô ha. Rồi cái nút này nút lắc luôn đó anh em coi ha. Đó, bật ra ha. Sai đi là không thể nào được, mở ra được. Rồi, 150 nha. Hai con nha, 38 và 39. Giống nhau thôi. Nó cũng là hiệu của nó là hiệu Nikko ha. Japan có dấu dít hết anh em ạ. Còn mã số con này là 1368. Rồi, anh em 150 một con nha. Rồi tới số 40. 40 là một cái cây kìm gì đó không biết nữa. Một cái cây kìm lạ mà biết hiệu của nó là hiệu Lotter nha. Hiệu Lotter nhưng mà sản xuất tại Đức ha. Made in Germany nè, anh em thấy không? Một cái kìm gì đó, kìm lạ anh em à. Cái kìm này để làm gì không biết nữa. Đó. Nó như thế này đây nè, anh em à, anh em coi thử không? Ai đang sưu tầm kìm? Anh Kiệt ơi, anh coi thử là cái kìm này có đúng trong cái bộ sưu tầm của anh không nè. Made in Germany nè. Của Lotter sản xuất tại Đức. Kìm gì lạ lắm, ở trong này nó có những cái răng nữa. 150 anh em nha. Chẳng biết nhưng mà biết là thương hiệu của Lotter như mà sản xuất tại nước Đức là cũng tương đồng với lại của những dòng kìm của châu Âu mất rồi. Mà nó là cái chức năng của nó làm gì thì mình không rõ anh em ạ. Chức năng của nó làm gì mà không rõ. Đó. Anh Kiệt anh coi thứ trong cái bộ anh có con này chưa, ủng hộ luôn anh Kiệt ơi. Rồi, số 40 nha anh Kiệt. Số 40 nha, 150 ngàn. Rồi, tới số 41. 41 là một cái Eto bàn khoang nhé em á. Eco bàn khoang, nó có chữ E thôi. Nó có chữ E, dưới đít của nó có chữ A, A, E. Chứ nó không có đóng make in gì hết anh em à. Nha. Nó không đóng make in gì hết, 6,5 nha anh em. Đang khá mới anh em à. Đang còn khá mới, chưa có tì vết gì hết anh em. 6,5 anh em. Con này cái ngàm của nó là ngàm to anh em ha. Ngàm to này, tổng chiều giờ ngang của nó là 8 nha. 8 thì thường thường là nó mở ra 8 anh em à. Đó. Thường thường 8 thì nó mở ra 8. Còn con này mở ra được bao nhiêu thì không biết nữa, cũng 8 thôi. Tại vì thường thường nó đi 8,7 anh em ơi. Mở ra được có 7 phân anh em ạ. Tám bảy à, mở ra được có 7 anh em ơi. Mở ra được 7 anh em. Còn chiều ngang của nó nè, chiều ngang của nó là tới 14 phân anh em. Chiều này là 16 phân. Ngàm của nó là ngàm 8 ly nè, ngàm 8 phân nè, mở ra được 7 phân à. Đó, anh em coi không? 6,5 nha anh em. Ở dưới này nó có chữ A, trên này nó có chữ E. Hai chữ thôi. Rồi, số 41. 6,5 anh em nha. Anh Kiệt anh coi thứ có combo này có thứ
anh hỏi em những cái thứ này thì em đang gần gần nhau để anh lựa này. Rồi tới phần kéo nha, hai cây kéo dài, hai cây kéo dài mà kéo đẹp không anh em ơi. Kéo này là dài của nó là dài của nó là 72 nha. Con này là 72 mà con này là 86. Còn lưỡi cắt của nó rằng là lưỡi cắt của nó nè, cái phần lưỡi của nó là được tới con ốc là 20 anh em ha. Tới con ốc 20, con này cũng vậy luôn. Đó, con này tới con ốc là 21, con này ốc tới nó là ốc 20. Rồi, anh em cho Điền Thái mượn một chút đi. Rồi, Điền Thái sẽ test kéo cho anh em coi nha. Rồi, để khỏi gió nó thổi nó cứ sập. Anh em coi, Điền Thái test kéo anh em coi nha. Trời ơi là trời. À đây. Đó. Anh em coi nè, kéo Nhật nè. Chữ của nó nè. Chữ của nó nằm đây nha. Chữ của nó nằm đây nha. 300 ngàn nha. Chữ Nhật nè. Số 42 nha, 300 nha. Rồi tới số 43 nè. Số 43 con này dài lắm nè, con này 80 mấy phân luôn nè. Dài lắm nè, chữ nè, chữ nè. Chữ đẹp không? Con này cũng 300 anh em nhỉ. Điền Thái test kéo nha. Con này ngót lắm nè. Đó. Dài lắm anh em nha. Dài 82 phân luôn. Mà chữ nè, chữ đẹp lắm. Chữ đẹp lắm. Rồi con này cũng 300 ngàn nha anh em nhỉ. Rồi. Cuối cùng là hai cái cuốc nè. Còn hai cái cuốc sới nha anh em nha. Cũng là cùng một thương hiệu hết anh em ha. Steel gì đây. 240 nha. Giảm xuống 10 ngàn. Hỗ trợ Covid. 240, hai cuốc sới. Những dòng cuốc sới này là những dòng chưa sử dụng anh em ha. Hàng đăng mới lắm. Từng cái khuyên của nó rất là chắc chắn anh em. Rồi anh nào đang cần những cái cuốc sới thì ủng hộ mình nha. Số 44 và 45 nha. 240 con. Và cuối cùng. 44, 45 rồi. Nó hay Điện Thái gửi tới anh em. Gửi tới anh em 46 số. Và cuối cùng. Và cuối cùng. Mình gửi tới anh em. Mình sẽ kéo xịt camera lại nha. Một con Eto nặng 18 kg. 18,5 kg nha anh em nha. Ngàm của nó là ngàm 125. Ngàm của nó là 125. 125 này anh em. Còn độ mở của nó là 150. Nặng 18,5 kg. Anh em coi nha. Thương hiệu của nó là thương hiệu NBK nè. 125 nè. 125 NBK. Hàng đang còn rất mới nha anh em. Hàng đang còn rất mới. Ngàm 125 mở ra 150. Hiệu của nó là hiệu NBK nha. Đó, anh em coi nha, tổng thể của nó đây ha, mặt này. Rồi mặt này nha. Rồi cuối cùng để mình cho anh em coi mặt đít rồi mặt hông nha. Mặt hông của nó đây. Hai mặt nè. Và cuối cùng nha, mình thấy cho anh em coi cái ngàm của nó nha. Ngàm của nó đằng mới lắm anh em à. Răng nó giống như răng của nó giống như răng ngọc trinh vậy anh em ơi. Anh nào đang cần một cái con lớn nha. Con này là con ngàm 125, mở 150. Đó. Vì nó nặng quá mình đâu có, mình quay sát xuống đi. Cái ngàm riêng của nó này. Anh em thấy không? À, còn những cái ô vuông nhỏ li ti của nó nha. Hai mặt của nó luôn. Anh em coi đi. Đó. Hai mặt của nó. Ngàm riêng luôn.
như là họ xài lướt qua thôi, đang còn rất là mới nha anh em. Mình đóng lại nha, mình đóng lại để mình lấy cái tờ giấy mình cho anh em coi cái độ thẳng của nó nha. Và cuối cùng nha, con này là con cuối cùng mình thấy. Xin chào, cảm ơn anh em, và rồi mong rằng là anh em sẽ ủng hộ kênh với cái sự uy tín của mình. Mình sẽ gửi đến anh em những cái dụng cụ nha. Anh em coi cái tờ giấy này. Không lấy lên lượt đâu nha anh em á. Cái độ kín của nó, cái độ răng răng riêng của nó anh em ạ. Rồi con này 2,4 triệu anh em nhé. Con này 2,4 triệu nặng 18,5 kg nha. Đó, anh em nào chuyển khoản thì Đình Thái bao ship cho. 2,4 triệu anh em nào chuyển khoản thì Đình Thái bao ship nha. Như là về đến nhà anh em là 2,4 triệu. Đó, ngàn 125 anh em nhớ như vậy, cần ngàn 125 mở 150. Đó. Để mình thường thường thì nó làm mở 125 thôi. Mà tại sao 150, để anh Thái mở ra hết luôn. Mở hết luôn để báo cáo với anh em cho nó chính xác luôn nha. Tại vì thấy cái cốt của nó dài quá mà. Không cho nó nằm trên cao được để mình quay cho nó nhanh. Như vậy thì nó chậm quá, lâu quá. Đó, mình sẽ mở hết ra. Anh em chờ tí nha, vì nó hơi dài á. Đó mình đo nè. Đây là còn nằm thấu ra ngoài đây mình đo nè. Là 125 rồi nè, anh em thấy chưa? Đang còn dư nữa nè, 125 rồi nè. 130 rồi. Thì mình quay tiếp đi. Đó. Là 145 rồi nè. Anh em thấy chưa? 150 nhá. Độ mở của nó là 150 nhá, miệng của nó là 125. Đó, anh em coi thông số giúp mình nha. Rất là rõ ràng này anh em nhá. Con này về đến nhà anh em là 2,4 triệu nhá. Về đến nhà 2,4 triệu, anh em chuyển khoản thì Thái bao ship. Còn anh em mà không chuyển khoản mà muốn không chuyển khoản thì mình mới cần đặt cọc nhé. Đó, anh em chuyển khoản cho mình 200 ngàn thì mình mới ship hàng đi. Đó là những khách hàng mà mua lần đầu. Đó, còn những khách hàng mà đã quen rồi thì Đình Thái nếu mà không có tiền chuyển khoản khoản thì Đình Thái sẽ hỗ trợ tiền ship thôi nha. Đó, anh em chuyển khoản. Anh em đã mua quen rồi, đã mua quen cái kênh bán của mình rồi thì anh em đã tin tưởng rồi, không bao giờ sợ mất ha. 2,4 triệu ăn sẽ hết nha. Ăn sẽ hết, anh em yên tâm với phần đó. 100 đồng Điện Thái cũng sẽ không lấy đâu. Không lấy qua anh em đâu. Rồi cuối cùng nha, con này con 46 cuối cùng. Và rồi mình sẽ lướt qua con này ha. Cái con dao này là con dao to nè, anh em cần nhiều nhưng mà vì nó mất đi cái tính năng chạy lưỡi của nó rồi. Mà rồi anh em không ủng hộ mình con này uổng quá. Rồi Điện Thái bán anh em 500 ngàn nha. Con này 500 ngàn. Nếu mà anh em mà không lấy, không ủng hộ mình thì mình sẽ sửa lại ha. Mình cho nó miếng bát vào đây, mình cho nó chạy lại ha. Chạy lại thì 700 ngàn anh em ha. Tại vì con này con to nặng lắm nha. Con này nặng tới 3 kg mấy 4 kg. Rồi con này 500 nha. Anh nào đang cần thì ủng hộ mình đi nha. Rồi cảm ơn anh em thật nhiều. Và mong rằng là anh em cân nhắc. Trong cái vùng của mình chưa bị phong tỏa thì ủng hộ mình. Và anh em coi kỹ. Khi nào mà thật sự cần thì ủng hộ mình nha. Còn chưa thật sự cần thì... Để những lúc khác. Chứ còn anh em mà chưa sự cần rồi, anh em quên đi, chốt hàng xong rồi quên đi không nhận hàng. Rồi hàng gửi tới anh em thì không bắt máy thì tự chết tội nghiệp. Rồi, cảm ơn anh em thật nhiều. Và cuối cùng mình sẽ quay lại cái số điện thoại của mình đó. Số điện thoại của mình 0903588867. Mình xin cảm ơn và xin chào. Và cầu chúc sự bình an cho gia đình, tất cả mọi người. Xin chào.